Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày 19 tháng 8 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của đài truyền hình kỹ thuật số VTC, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Và trong suốt hành trình này thì VTC đã không ngừng phát triển và đổi mới, mang đến cho khán giả những chương trình phong phú và chất lượng. Đã đi qua rất nhiều những giai đoạn, VTC có những giai đoạn có những bước tiến vĩ đại, nhưng cũng có những giai đoạn chúng tôi lắng lại để định hình tạo ra một bước đi mới phát triển mạnh mẽ hơn. Dù cho ở giai đoạn nào, nhưng bản thân Đức Mạnh và Hồng Quyên cũng cảm thấy may mắn bởi vì các khán giả vẫn luôn đồng hành, lựa chọn VTC ở thời điểm này để theo dõi, và đó là một trong những kênh cung cấp thông tin hữu ích, chính xác và đáng tin cậy nhất. Mong rằng trong chặng đường sắp tới cũng như dấu ấn ở tuổi 20 này sẽ là một dấu ấn đặc biệt để chúng tôi có thể luôn ghi nhớ, và sau đó cứ mỗi một năm sinh nhật chúng ta sẽ lại cùng ôm lại những kỷ niệm đáng nhớ này, và quý vị khán giả cũng là một trong những người không thể thiếu trong hành trình đó. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu hơn về chặng đường 20 năm qua của VTC. Bản tin tối của VTC1, một trong những chương trình được chờ đón nhất mỗi ngày, cung cấp thông tin nhanh, chính xác và toàn diện về các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế. Khán giả đã quen với việc mở TV lúc 19 giờ để cập nhật tin tức qua bản tin này. VTC đã cố gắng nỗ lực để trở thành một trong hai cái kênh đài truyền hình ở Việt Nam có cái phạm vi phủ sóng toàn quốc, và đang thực hiện những cái nhiệm vụ thông tin tuyên truyền quốc gia và có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển của ngành truyền hình Việt Nam thông qua rất nhiều kênh truyền hình mà như chúng tôi đã nói, ví dụ như là VTC1, rồi VTC9, VTC10, VTC14. Chúng tôi thấy rằng là đấy là những cái chương trình mà chúng tôi để lại dấu ấn rất là tích cực, mà chúng tôi cũng đặc biệt có cái ấn tượng sâu sắc với trên chương trình thời sự tối trên VTC1, rồi Tết cổ truyền của dân tộc, rồi các bản tin văn hóa xã hội, giải trí trên VTC9, VTC10. Với sự phong phú về nội dung từ văn hóa giải trí đến phong cách sống, VTC9 đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của khán giả. Các chương trình của VTC9 không chỉ mang đến những thông tin hữu ích mà còn tạo nên một không gian giải trí đa dạng và phong phú, giúp khán giả thư giãn và cập nhật những xu hướng mới. Tôi nhớ là lâu rồi, cách đây khoảng 5-6 năm thì đấy, tôi không nhớ chính xác. Nhưng có một cái chương trình mà lúc đấy tôi xem hàng ngày thì không đúng, nhưng mà tôi rất nhớ chương trình đấy. Đấy là cái chương trình có nội dung chia sẻ những cái chuyện về gia đình, về cái chuyện thầm kín. Mà bây giờ mà làm cái chương trình đấy thì bình thường, nhưng cách đây 5-6 năm mà làm chương trình đấy thì phải nói là một cái, gọi là một trong những cái chương trình đi tiên phong về cái đó, mang những cái chuyện mà rất nhiều người muốn chia sẻ, muốn xem, muốn nghe lên một kênh của đài truyền hình. VTC14 là kênh truyền hình chuyên sâu về các vấn đề môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu. Với những bản tin cảnh báo thời tiết và chương trình phân tích chuyên sâu, VTC14 đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Khi mà bước chân vào VTC thì đối với tôi là một cái trải nghiệm và một môi trường rất là mới. Và nếu được lựa chọn lại thì tôi cũng vẫn tin tưởng rằng là mình vẫn sẽ lựa chọn VTC, tại vì là đây là một cái môi trường và làm nghề rất tốt cho không chỉ bản thân tôi mà tất cả những cái phóng viên trẻ mà có nhiệt huyết và đam mê đối với công việc truyền hình. Kỷ niệm 20 năm thành lập đài VTC, chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển mạnh mẽ và những đóng góp to lớn của đài trong lĩnh vực truyền thông. Hai mươi năm đài VTC là một hành trình mà có nhiều thành công, nhưng cũng có những lúc rất là khó khăn, thăng trầm. Nhưng thế hệ lãnh đạo đài chúng tôi ngày hôm nay thì luôn trân quý những giá trị mà thế hệ lãnh đạo đài VTC ở giai đoạn trước đã để lại. Và không một phút giây nào chúng tôi không nỗ lực phấn đấu để tạo ra một VTC có giá trị lớn hơn. Trong thời gian tới thì đài VTC sẽ phải thay đổi về phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh để phù hợp với cái xu thế mới. Và trong hành trình đó chắc chắn sẽ gặp vô vàn những khó khăn. Và chúng tôi phải thay đổi cả nhận thức từ lãnh đạo đến toàn thể cán bộ công nhân viên của đài. Nhưng tôi có một niềm tin sâu sắc rằng chúng tôi, những người đã được tôi luyện ở đài VTC 20 năm qua, với những khát vọng, với cái đoàn kết sáng tạo, chúng tôi sẽ vượt qua những thách thức đó và hoàn thành cái mục tiêu đặt ra. Và tin tưởng chúng tôi sẽ trở thành một kênh thông tin hữu ích của Đảng, của Chính phủ, và trở thành một thành viên xứng đáng trong ngôi nhà chung Đài Tiếng Nói Việt Nam.
kỷ niệm 20 năm thành lập, đài VTC đã chứng tỏ được sự bền bỉ và sáng tạo không ngừng trong việc cung cấp thông tin và kết nối cộng đồng. Từ những ngày đầu mới thành lập cho đến hôm nay, VTC luôn nỗ lực vượt qua thử thách, đổi mới công nghệ và mở rộng nội dung để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khán giả. VTC không chỉ là một kênh truyền thông mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng triệu người, mang đến cho họ những chương trình chất lượng, những thông tin đáng tin cậy và những giây phút giải trí đầy cảm hứng. Trong hành trình tiếp theo, VTC sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển và đóng góp hơn nữa cho cộng đồng. Cái ấn tượng với tôi nhất đấy chính là về những cán bộ công nhân viên của VTC. Họ là những cái con người trẻ mà cho đến tận bây giờ khi VTC 20 tuổi, cái tuổi 20 đẹp nhất của một đời người thì VTC đang ở cái tuổi đầu đó. Thì đối với tôi thì những cái con người mà cùng với tôi vào VTC 20 năm và cho đến tận bây giờ thì họ vẫn giữ nguyên cái sức trẻ ở trong mình. Đấy là họ đầy nhiệt huyết, sáng tạo và đam mê. Chẳng có chi làm tôi chùng bước, dù bao khó khăn tôi luôn vượt qua, luôn dễ thương vui cười. Có những lúc tôi theo bạn đi khắp nơi, dù là nơi đâu tôi luôn theo dấu. Yeah yeah, 20 tôi bay trong trời tự do, vui chơi mà không âu lo. Tôi đi tận nơi xa xôi, chẳng sợ gì ngày dài gian khó, vì giờ tôi đã 20. Chỉ làm tôi chùn bước, dù bao khó khăn tôi luôn vượt qua, luôn dễ thương vui cười. Có những lúc tôi theo bạn đi khắp nơi, dù là nơi đâu tôi luôn theo dấu. Yeah, 20 tôi bay trong trời tự do, vui chơi mà không âu lo. Trong bàn tay tôi đi tận nơi xa xôi, chẳng sợ gì ngày dài gian khó, vì giờ tôi đã 20.
chơi tự do, vui chơi mà không áo lo. Tự tin đi bất cứ nơi đâu với tuổi 20, tương lai trong bàn tay tôi đi tận nơi xa xôi, chẳng sợ gì ngày dài gian khó. Truyền thông và nâng cao cuộc sống. Gì chương trình bao la biết bao diệu kỳ. Come here and enjoy with me. La 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 la